ta bảo các bạn là 7 giờ sáng các bạn cho ăn nhé. Đến tận 1 giờ chiều, hôm trước say rượu quá ngủ mẹ quên tận 1 giờ chiều dậy cho chó ăn. Quay ra đã thấy nằm chó làm co quắp lại cứng đơ hết người lại. Rồi thế thì quay ra bảo anh không biết thế nào mà già để bà bẫy chuột. Thế là cuối cùng chó ăn phải, bay ăn phải thì sao? Quay ra bắt ra bảo anh sức khỏe. Thế đi chết à? Người ta bán con chó người ta cũng phải nuôi bổ ích cho các bạn. Khi các bạn là người đầu tiên, các bạn người mới chơi đến với cái thế giới của loài chó thì các bạn nên là học theo clip này. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đối với việc sở hữu cho mình một con chó poodle ở thời điểm hiện tại thì nó không quá khó, bởi vì giá của nó bây giờ dao động chỉ khoảng 35 triệu là mua thoải mái rồi, là mua đẹp rồi đấy các bạn ạ. Tuy nhiên bên cạnh đó mua thì nó dễ rồi, nhưng mà chăm sóc thế nào để cho làm sao mà con chó của chúng ta luôn khỏe mạnh, đúng không ạ, thì nó cũng có vấn đề mà nhiều người không phải là ai biết nuôi. Mà khi mà các bạn mới mua chó về ấy, thì chúng ta cũng cần phải lên lưu ý, thứ nhất là môi trường sống này, thứ hai là chế độ dinh dưỡng này, thứ ba là cách chăm sóc như thế nào. Thì ngày hôm nay đây thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình khi mà các bạn sở hữu cho mình một bé cún poodle nói chung hay là các dòng chó khác nói riêng. Chó nào cũng thế, để chúng ta nếu mà cứ nuôi theo cách này thì chó của chúng ta khi về nhà mới ấy, nó sẽ luôn khỏe mạnh các bạn nhá. Cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần nói đến đó chính là vấn đề về môi trường sống. Thì trong cái ngày, những cái ngày đầu tiên như thế, cái sức khỏe của con chó ấy, nó rất dễ bị ảnh hưởng bởi cái môi trường sống này. Có thể ở nhà các bạn bật điều hòa, nhưng mà khi ở với mình chỉ bật quạt thôi, như thế là cũng gọi là ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của nó rồi. Còn môi trường sống như nào để hợp lý nhất đối với con chó, thì việc đầu tiên thì mình xin nói đến đó chính là khi mà các bạn nuôi ấy, để sở hữu cho mình một con chó ok, ngon lành, tử tế, gọi là xinh đẹp rồi. Xinh đẹp không biết đối với người ngoài không, nhưng mà trong mắt chúng ta thì gọi xinh đẹp. Thì theo mình các bạn nên nuôi nhốt đi các bạn ạ, chứ nuôi thả. Ví dụ nuôi thả các mình nói các bạn nghe, nhiều khi ấy, con chó nó về lạ nước lạ cái, các bạn thả ở nhà nó ăn bẩn ăn thỉu dẫn đến đi ngoài. Hay là cái việc mà chúng ta về chúng ta thả đất này, nằm đất nha, có thể mùa đông cũng như mùa hè luôn, lạnh bụng là đi ngoài, lạnh bụng là viêm phổi, là mình khuyên các bạn nên nhốt vào. Chúng ta xích thì xích một góc, nhưng mà khi mà chẳng may nó ị đái ra ấy, cái xích thì nó cứ cua vào cái phân bãi nước tiểu con chó ấy, nó rất là mất vệ sinh. Đấy nên là mình khuyên các bạn nên nhốt vào. Nuôi quay thì nó chỉ quay lại một góc thôi. Chó mà mới về ấy, thì 10 con thì may ra được một con là nó tự biết đi vệ sinh đúng chỗ, còn lại chúng ta phải dạy. Đấy nên là trong cái thời gian đầu tiên ấy, đấy nếu muốn chó khỏe mạnh mà nó đẹp ấy, thì chúng ta nên nhốt nó vào. Nhốt nó vào thì sao? Thứ nhất là không bị phân nó dây ra này. Đấy, chúng ta có thể mua những cái chuồng như thế này, chuồng sắt sân tĩnh điện này. Khi mà đối với chó con nhá, chó sẽ nhỏ nhá, thì chúng ta mua cái loại mà cái nan này, cái nan sàn chuồng này, nó có rất nhiều loại, nhưng mà mình theo mình thì các bạn nên chọn cái loại nào mà cái nan chuồng nó dày thì chúng ta sẽ dùng được lâu dài, lâu được mới học. Thứ hai là cái nan chuồng nó mau một chút, chứ đừng mua thưa thì con chó bị lọt chân chuồng ấy, vô cua và phân là nước tiểu ấy, nếu mà không mình không dọn ngay ấy rất là mất vệ sinh các bạn ạ. Đấy, xong rồi ví dụ như là chúng ta sẽ tập cho uống nước bình nhá các bạn nhá, chứ không để bát. Nước bình như này, bình nước này chúng ta treo đây này, cái bình nước nha, chúng ta để cho nước sạch đây, mở ra cho nước sạch đây, hàng ngày chúng ta cho nước vào nó uống. Đầu vòi cho đây, mấy con này khát nước à, cho tí nước uống nha. Này, liều lên của đây uống nước này. Đấy, chúng ta sẽ treo nhảy này các bạn thấy không ạ? Đấy, thấy không, con nào cũng biết uống nhảy mà nó bản năng của nó, nhiều khi nó không biết uống thì chúng ta dạy, chúng ta sẽ gọi tặc ra, chúng ta lấy cái tay chúng ta lay lay lăn lên bi ấy. Đấy, múc một lúc nó quen. Đấy, dần dần nó quen, nó thấy nước nó rõ ra nó biết uống, không sao cả. Nên là nuôi nhốt này nó rất là sạch các bạn nha. Nếu mà ai mà sạch sẽ mà nhà chung cư mà muốn nó không bị mùi ấy, thì chúng ta có thể mua cho mình những cái tấm tã như này. Tã này, bịch này mình đang dùng dở đấy các bạn nha. Đây tã này. Đây, đối với tã nha thì chúng ta có thể lấy khay ra, chúng ta lót cái giường dưới vào cái khay chuồng này. Đấy thì như thế mà khi mà con chó nó ị đái ra, cái tấm này nó hút hết, nó không bị mùi các bạn ạ. Thế rất là sạch đối với những bạn nào nuôi chung cư. Hai yếu tố nữa là quạt nhá. Khi mà chúng ta mua món chó về đúng không ạ? Một là chúng ta bật điều hòa. Bật điều hòa thì chúng ta chỉ nên bật khoảng 30 độ thôi. Mà quạt hay là điều hòa hay gì hết thì chúng ta không nên là chĩa, ví dụ cái điều hòa trên cao mà chúng ta chĩa thẳng con chó nhảy, thật sự đến người còn viêm phổi như vào con chó. Đấy, ví dụ quạt thì chúng ta không nên để như này. Đấy, mình chĩa thẳng vào con chó nhảy, không thở được thì không hô hấp được thì làm sao nó khỏe được đúng không? Đấy, ví dụ chúng ta để khoảng cách nó xa như này các bạn ạ. Xa khoảng độ 2 mét các bạn nhá. 2 mét và quạt mình cũng chỉ để số nhỏ thôi, và sau đó mình để tút năng là phe phẩy. Đấy, nói chung là cái nhiệt độ trong phòng ấy nó chuyển thoáng nó được, chứ nó không nhất thiết là phải mát rượi như mình ở đâu các bạn ạ. Đấy, như mình thì mình cũng phải mát rượi, mát lạnh, nằm ngủ điều hòa mới ngủ được. Còn chó thì chỉ cần thoáng thôi, nó ngủ hết rồi. Đấy là khi mà chúng ta mua chó vào mùa hè nhá. Còn đối với việc mà chúng ta mua chó mùa đông thì làm sao? Khi mà mua chó hay như nào chẳng nữa thì rõ ràng là phải ấm áp vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè đúng không?
ấm áp vào mùa đông tức là nhau. Ví dụ như thời tiết những hôm mà nó 22-23 độ ấy thì mình chẳng cần quạt, chẳng cần sưởi gì đâu. Nhưng mà những hôm mà nó lạnh quá chẳng hạn, nhiệt độ thời tiết 30 mấy độ ấy thì mình phải để sắp nó đèn sưởi thì các bạn có thể mua đèn hồng ngoại thôi nhá. Ví dụ cái chuồng to như thế này. Đây, chuồng to như này. Đây, chuồng to như này thì chúng ta nên để góc chuồng bên này hoặc góc bên này, chứ chúng ta không nên để giữa đây. Ví dụ khi con chó cảm thấy nó nóng quá nó chạy bên này nó nằm, lạnh quá thì nó lại chui vào giữa cái sưởi nằm. Đấy, chúng ta để ý được hết những cái đấy ấy, thì chúng ta đã thành công đến 40% rồi. Còn những cái yếu tố còn lại như khi mà chúng ta mua về ấy, thì chúng ta nên cho ăn theo cái khẩu phần ăn mà cái chủ cũ người ta chọn đang cho ăn. Ví dụ khi các bạn mua chó nhà mình thì mình cho chó nhà mình ăn là 100% cơm với thịt. Đấy, cơm thì là hôm là gà này, hôm bò, hôm lợn này, thịt nạc thôi các bạn ạ, chứ không nhất thiết là chúng ta phải ăn sơn hào hải vị gì đâu. Nói chung là mình nuôi một con chó ấy, không nhất thiết là mình phải ăn hạt thì không thể đầy đủ chất bằng là chúng ta nuôi theo như chúng ta người ăn gì chó ăn đấy được. Tại vì nhiều hôm nay mình thích ăn món này, mai mình thích ăn món khác, đúng không? Rau củ quả nó ăn được hết các bạn nhá, chứ không phải là không ăn được rau củ quả đâu. Mình cho ăn đầy đủ chất vào, thịt thì nạc thôi. Rau thì đấy là bí đỏ hay là cà rốt hay là chuối xanh hay là rau muống, rau mùng tơi, rau mướp hay là cái gì nữa mình cứ tập ăn hết, không từ với gì hết. Kể về sau ví dụ các bạn nuôi lâu nha, một nuôi tầm khoảng độ 4-5 tháng trở lên, nếu mà thích cho nó tập ăn cá cứ tập bình thường. Khi mà mình mới tập ăn thì mình cứ cho tí một, nó bắt đầu tăng dần lên, chứ không một phát mình cho ăn ngay một cái chế độ rất là nhiều thì nó sẽ bị đi ngoài các bạn ạ. Và một cái nữa các bạn nên lưu ý đó là cái khẩu phần ăn ấy, thì rõ ràng một con chó nhỏ hay một con chó to thì chúng ta nên hỏi trước là nhà chủ cũ ấy người ta cho ăn như thế nào, ăn khoảng liều lượng bao nhiêu về chúng ta cho ăn theo. Còn ví dụ nếu mà chúng ta muốn cho con chó phải thật béo đấy thì chúng ta cũng tăng dần lên thôi, chứ giờ không một phát nha. Các bạn cảm thấy về con chó ui nhỏ nhè dễ chết lắm, mình phải cho ăn làm sao nó thật to thật béo lên cho nó khỏe, các bạn làm thế là sai lầm. Bởi vì sao? Khi mà con chó nó ăn ở một chế độ nó khác, nó ít rồi, nó quen rồi, bây giờ một phát về chúng ta cho ăn một đống không thể tiêu hóa được, không thể tiêu hóa nhiều con ị là ra cơm ấy, thì làm sao mà nó tiêu hóa được mà nó sống, đúng không ạ? Dần dần dẫn đến tình trạng đi ngoài không biết lại đổ tại là người bán đấy, đưa con chó thế nọ thế kia, rất là đấy, nên là nhiều khi nó làm vấn đề lắm các bạn ạ. Thế hai con này mà chúng mày dở hơi cả con dây chơi không, hãy chui đây hả? Đấy là cái vấn đề về dinh dưỡng trong clip này mình đã nói qua đây. Còn khi mà đấy, một số cái loại mà thuốc đây mình cũng chuẩn bị sẵn rồi đây, một số các loại thuốc cần thiết là khi mà chúng ta nuôi ấy, chúng ta muốn chó của nó chúng ta khỏe nhá, thì cái thời gian mà 10 ngày đầu ấy thì nó cái thời gian mà gọi là dễ ngã nước nhất, thì thuốc đây đối với nhỏ mũi nhỏ mắt thì mình hay dùng này, Colidexa nhỏ ngày 2 lần vào sáng tối các bạn nhá. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ chuẩn bị trước cho mình một số những loại thuốc mà phòng và chữa đi ngoài cho chó. Với trường hợp bị nôn nhá thì chúng ta có thể dùng cái Motilium này, cái này nó thuốc chống nôn của người, chúng ta có thể ra hiệu thuốc tây là chúng ta có thể mua được rồi. Biểu hiện nôn nó như nào, ví dụ như trường hợp có rất nhiều con nhá, nó đến chỗ mua chó ấy là nó chạy nhảy bình thường, chạy khỏe lắm, thế thì mà vừa mang về phát con chó nôn đầy trên túi lúc mang về rồi đấy. Không, lúc ý con chó là nó không phải là bị nôn hay gì đâu, mà là con chó lúc ấy bị say xe các bạn ạ, say xe nó cũng rất mệt nhá, thì lúc ý thì chúng ta cũng đừng cho cái này vội. Trường hợp mà chúng ta cho cái này như bị sao, trong trường hợp bị như nào là khi mà con chó ví dụ đang ở nhà hôm nay bình thường nhưng mà đêm đến nó lạnh bụng hay nào ấy, bị nôn, bị đi ngoài, thì đối với trường hợp nôn thì chúng ta mới cho uống cái này nhá. Đây, Motilium. Đấy, Motilium thuốc của người các bạn nhá. Chúng ta sẽ phòng thêm một số loại thuốc khác để chữa đi ngoài. Như mình hay dùng cái loại này của Ấn Độ này. Đây, thuốc này. Mình thì tiếng Anh hơi kém, mình đọc qua nhá. Loperamide Stella, bảo của Ấn Độ. Mình thấy chữa loại này khá ok, thì các bạn chỉ cần cho uống theo cái liều cân nặng. Ví dụ ai mà mua thuốc rồi mà không biết đi, chúng ta có thể lên Google chúng ta search cái tên này ra này, thì áng chừng mua con chó của chúng ta nó khoảng nặng khoảng bao nhiêu chẳng hạn, thì mình chỉ cho uống cái liều nó như thế thôi. Ví dụ uống quá liều nó ảnh hưởng sức khỏe, đúng không? Còn lành hơn thì chúng ta dùng Bepirin này. Còn ví dụ như là khi mà chúng ta chưa muốn dùng kháng sinh thì chúng ta có thể dùng cái Smecta cũng được này. Đấy, tất cả thuốc mình giới thiệu trong các bạn ở clip này là thuốc, toàn bộ thuốc của người hết, nó rất dễ mua. Tại vì mình nói các bạn nghe này, thuốc của người nha thì nó còn kiểm nghiệm, còn lâm sàng, còn chán đấy thì mới sản xuất ra bày bán cho người dùng. Còn đối với thuốc của chó nó làm sao mà ai mà người ta kiểm nghiệm nhiều bước lâm sàng đâu, đúng không? Nên là các bạn cứ mua thuốc của người ấy là tốt nhất. Chúng ta cũng thể mua mấy cái lọ mentol hóa dạng nước này, khi mà bị đi ngoài hay gì đấy này chúng ta cho uống này. Cái Oxyzone này, đối với Oxyzone này nha, kể cả chó chúng ta vừa mua về chưa bị làm sao hết đấy, mình cũng bảo khuyên các bạn nên làm như này này. Oxyzone nhá, hàng ngày thì khi mà chúng ta mới mua một con chó về
sợ nhất là nó lạ môi trường, lạ nước, lạ cái, bị đi ngoài đúng không ạ? Mà đi ngoài là mất nước. Mất nước thì là phải bù nước, bù điện giải. Mà Oxyzone đây nó công dụng là gì? Công dụng là bù nước, điện giải, hỗ trợ bổ sung năng lượng, hỗ trợ cơ thể nhanh hồi phục trong các trường hợp nôn mửa, mất nước đúng không ạ? Quá chuẩn luôn cho một con chó mới về nhà mới. Đấy. Ví dụ một bình nước như này nhá, thì chúng ta sẽ pha với khoảng một nửa của Oxyzone như này. Ví dụ nhá, hôm nay sáng hôm nay chúng ta pha một nửa bình như thế, đến tối chúng ta sẽ đổ hết cái bình này đi. Tại vì nhá, để lâu nó sẽ biến chất các bạn ạ. Đấy nên là mình để lâu mà con chó không uống hết nhá, mình cũng nên thay đi. Mà quan sát thì mà cảm thấy con chó nó không thích uống cái này ấy, mà chỉ chó nước lọc vào uống ấy, thì các bạn cứ mang ra bơm là mấy xịt lành mồm ấy, cứ để nước lọc đấy cũng được. Còn Oxyzone này thỉnh thoảng mình đi qua vui 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 bơm nó phát. Nhốt nhảy nhá, mình cũng không phải là nhốt hoàn toàn 100% nó trong chuồng đâu. Ví dụ hôm là lúc nào mình chúng ta chơi đùa với nó hạn này. Đấy. Chơi đùa với nó thì mình thả ra, mình chơi đùa bình thường có vấn đề đâu, ai cấm đâu. Nhưng mà mới về mình cứ nhốt vào để làm sao tránh ăn bẩn ăn thỉu này, tránh ăn lên kênh này, tránh ăn đất này. Có một cái nữa nha, rất nhiều những cái bạn mà bạn trẻ, bạn nói chung là con gái ấy, người ta hay mua chó về phát là tối mình ôm đi ngủ luôn. Thật sự như thế rất là nguy hiểm ở chỗ ví dụ như là con chó nó nhỏ quá, mình nằm không cẩn thận nằm đè nó thì bẹp ruột chết cha mất chứ, đúng không? Mà cái nữa là nó nguy hiểm cho chúng ta, bởi vì sao, khi chưa biết là con chó nó biết ỉa đái đúng chỗ chưa, mà chúng ta ôm đi ngủ thế chẳng may sáng dậy nó mấy bãi trên giường, thôi chết, mình nằm đè hết lên, có phải là lúc ý lại chăn gối màn mùng các thứ lại mang đi giặt hết, mất là mất công. Mà khi các bạn mà nuôi mà gặp cái trường hợp như thế nó rất dễ bị chán, thật sự luôn. Mình chứng kiến nhiều rồi, mua hôm trước không sao, anh ơi anh mua lại giúp em với, em về không chăm được, nó ỉa đây người em thế này, chết em. Nuôi làm sao để mà được lâu dài chứ, vừa mua hôm trước không sao chán thì chết. Còn là cái nữa gì nhỉ, quên cha mất nhá. Đấy, tắm rửa thì sao? Tắm rửa là cái chăm sóc đấy, liên quan chăm sóc nhá. Chăm sóc thì là mình phải nên chuẩn bị gì? Thứ nhất là sữa tắm này, thứ hai là lược này. Sữa tắm thì mình nên dùng những loại sữa tắm mà phòng lấm ghẻ, bởi vì chó con viêm da này. Đây, cái loại này là sữa tắm phòng lấm ghẻ viêm da này. Thì sao? Chó con nó nghịch thì 10 con thì đến 7-8 con bị bệnh ngoài da. Nhiều người nhiều khi nha, nó sẽ còn mấy nốt đi trên người, tại vì sao, nó nghịch, nó cứ đùa nhau, ăn xong nó lại trèo đầu trèo cổ nhau, nó nghịch ấy. Còn lược thì mình sẽ mua mấy lược đánh bông này, hàng ngày mình trải nó, tại vì bọn thứ nhất là bọn này nó không rụng lông đâu, nhưng mà nó sẽ có những sợi lông đứt đoạn bên trong ấy. Trong quá trình mình trải như này thì sẽ giúp cho là những cái sợi lông đó nó được loại bỏ ra ngoài. Khi mình trải như này xong phát thì những cái sợi lông này nó sẽ dính đây và mình loại bỏ đi. Ngày nào mình cũng trải đi thì con chó của mình nó sẽ đẹp, nó không bị rối lông. Thì như thế thì mình mới chăm được những con chó mà bộ lông dài thượt như này, đúng không? Đấy, bạn nhìn rõ không ạ? Đấy, dài, lông tai dài nha. Muốn dài, muốn đẹp này phải chăm chứ. Bây giờ tiện mua về đòi đẹp ngay thì làm sao mà đẹp được, đúng không? Tất cả những đồ mà mình đã lọc sẵn ở đây nha, để mình chụp lại cho các bạn xem nha. Những cái đồ mà dụng cụ cần thiết khi mà chúng ta mua con chó. Đấy, ai mua chó gì đi chăng nữa này, mình cứ phải có sẵn thủ sẵn một bộ như này. Những đồ dùng cần thiết nhất để cho các bạn mà khi mà chúng ta mua chó về, kiểu gì kiểu nó vẫn phải dùng. Không có con chó nào về nhà mới mà ngon lành, 10 con đến 9 con về nhà mới kiểu gì kiểu chăm kỹ đâu vẫn đi ngoài. Đấy, đi ngoài thì mình phải chữa, không vấn đề cả. Nó chữa sao nó hợp lý, nó tiết kiệm được chi phí. Nhiều bạn này mình không, ví dụ như nhiều bạn khi mà chưa biết cái clip này, chưa xem clip này thì rõ ràng khi mà đi ngoài sợ lắm chứ, sợ bị dịch bệnh hay bị gì đấy này, đúng không? Ở chó này nha, nó có hai cái bệnh cực kỳ nguy hiểm, đó chính là bệnh Kale và bệnh Pavo. Kale thì thường nó những triệu chứng như là ho, hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi xanh lét này. Muốn biết chính xác nó bị Kale hay không thì chúng ta phải mang đi test bệnh thì mới biết được là nó bị Kale hay không. Còn nếu như có những biểu hiện ý thì nó cũng chỉ gọi là cảm lạnh thông thường thôi, có thể do chúng ta để lạnh quá như nào đấy, chúng ta mà chữa không kịp, để lâu dài 4-5 hôm chữa thì nó thể nó biến chủng đi thành Kale. Còn bình thường như mình quan sát thì mình thấy là mình thấy ít bị Kale, chó ít bị Kale lắm. Thường ví dụ như chó mà ngày xưa mà hay nhập bên Trung Quốc về ấy, đấy thì có nghĩa là nhờ ta nhập hàng lô như thế thì là chó nó hay bị dính Kale, nhưng mà bây giờ ít, thấy ít bị Kale lắm các bạn ạ. Còn cái bệnh chủ yếu khác là bệnh Pavo, là chó bị đi ngoài đấy. Đấy, đường tiêu hóa bị đi ngoài thì nó cũng đã biểu hiện là con chó bị đi ngoài, buồn này, mệt mỏi này thì cũng phải test mới lên được. Đấy, chó có bị sao thì là một là khi mà các bạn mua chó thì một là các bạn phải yêu cầu người ta test luôn, kể test luôn hay không test thì là vẫn phải có yêu cầu, là thứ nhất là bảo hành sức khỏe. Bảo hành sức khỏe làm sao? Như bên mình nha, là tất cả khách mua chó sẽ bảo hành Kale Pavo 10 ngày. Thì sao phải bảo hành 10 ngày? Tại vì trong vòng 10 ngày đấy, nếu như con chó con các bạn mua nhà mình, hoặc là con chó trưởng thành các bạn mua nhà mình, nó có mầm bệnh sẵn ở nhà mình rồi, một tuần đến 10 ngày, kiểu gì nó cũng phát bệnh. Và khi phát bệnh là đấy, chúng ta test lên là nó lên bệnh, là có thể dẫn đến chết chó. Chết thì làm sao?
chết phải bắt đền tiền chứ, làm sao mà ăn tiền mà bán cho người ta cho chết được, đúng không? Còn rõ ràng bây giờ khi mà các bạn đi mua về, các bạn vì lý do nào đấy hay là vì các bạn chủ quan, các bạn không kinh nghiệm chăm, bây giờ người ta bảo các bạn là cho đi thế này, về các bạn hôm trước các bạn đi bar đi sàn say, người ta bảo các bạn là 7 giờ sáng các bạn cho ăn nhé, xong đến các bạn ngủ quên tận 1 giờ chiều, hôm trước say rượu quá ngủ mẹ quên tận 1 giờ chiều dậy cho chó ăn, quay ra thấy nằm chó làm co quắp lại cứng đơ hết người lại, ôi rồi thế thì quay ra bảo anh sức khỏe bằng cái gì, đúng không? Đấy nó hoàn toàn là chúng ta rồi, mình nuôi mình phải cho nó ăn, mình phải chăm nó mới sống nhá, chứ bây giờ mình quên nó bẵng đi nửa ngày bắt đầu mình dậy mình tìm đến chó thì nó chẳng chết, đúng không ạ? Nuôi thế quay ra bắt người ta bảo hành sức khỏe, hoặc là đấy vui đấy nó thả về lại thả ăn chó ra nhà, tự ăn nhà hôm trước không biết thế nào ông bà già ấy để bả bẫy chuột, thế là cuối cùng chó ăn phải, bay ăn phải thì sao, quay ra bắt ra bỏ sức khỏe thế đi chết à? Người ta bán con chó người ta cũng phải nuôi con người ta chứ, đấy người ta cũng phải nuôi vợ người ta chứ, chứ làm sao mà bây giờ mà người ta bắn con chó xong rồi mình bậy bị như thế mình bắt ra bỏ sức khỏe thì ai ta làm ăn được, đúng không ạ? Đấy cái gì cái nó phải đúng ý thôi các bạn, được không? Đấy thì clip hôm nay thì mình làm thì nó cũng chỉ đến đây thôi. Đấy là tất cả những cái yếu tố quan trọng nhất, những cái gì cần thiết nhất đối với một con chó. Chó gì cũng thế. Khi mà các bạn mua về các bạn cứ làm theo những clip của mình hướng dẫn vừa rồi đấy. Đấy có thể nói hơi nhanh các bạn có thể nghe đi nghe lại. Nhiều cái đó cũng là bổ ích cho các bạn. Mà khi các bạn là người đầu tiên, các bạn là người mới chơi đấy, đối với đến với cái thế giới của loài chó thì các bạn là nên là học theo clip này. Rồi giờ tạm biệt các bạn nha.